thầy lý dạy bệnh lô cơm Dạ đúng rồi cô, thầy Lý dạy. thì mình hiểu như thế nào là bệnh lô cơm, hiểu lô cơm là thiên đường thống đúng không? Dạ em lô cơm là một em hiểu đơn giản kiểu nó là một cái tăng nhãn áp đó cô. Nó có thể diễn ra cấp tính, ví dụ như là lô cơm nó có nguyên nhân nguyên phát hoặc thứ phát. Ví dụ như có lô cơm gốc đóng với gốc mở thì cấp tính thì nó có thể Cấp tính nó nếu mà diễn ra cấp tính thì nó có thể là một cấp cứu đó cô. mấy mấy bạn phải nhớ gì nè, cấp tính thường là lô cơm gốc đóng, Dạ. tại vì nó hẹp xong rồi nó đóng luôn thì nó bế tắc luôn thì nó cấp tính. Nhưng cái Dạ. thằng mà gốc mở á, thì nó đâu có gì để tính đâu, và thậm chí nhãn áp của nó còn bình thường nữa, nhưng nó vẫn là lô cơm. Nó vẫn là lô cơm. Nhưng mà đối với bác sĩ nhãn khoa đó thì người ta yêu cầu là mình phải nhận định được lô cung cấp, mình phải nhận định được lô cung cấp. Tại vì sao? Lô cung cấp nó làm cho phá hủy rất là nhanh, teo thần kinh thị trong vòng từ 5 đến 7 ngày nếu nhãn áp từ 35 trở lên. Như vậy thì lô cơm cấp là nguy hiểm rồi đúng không? Mình Dạ phải đúng. định được. Nhưng mà lô cơm mãn có nguy hiểm không? Lô cơm gốc mở mãn tính có nguy hiểm không? Nếu mà mình ví lô cơm cấp nó là một cái con Kung Fu Panda, tức là tấn công ào ào phá hủy đúng không, Yeah. thì cái thằng lô cơm gốc mở mãn tính nó lại được ví là một thằng Batman. Tức là sao? Nó xâm nhập người ta lúc nào người ta không hay, và nó giết chết người ta cũng không hay luôn, chết rất là âm thầm đúng không? Dạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấy lại ha, chúng ta sẽ đi lại rồi mấy bạn đi vào bài ha. Dạ. Thì lô cơm á, theo định nghĩa năm 1998 người ta vẫn định nghĩa lô cơm có ba đặc điểm. Có ba đặc điểm: một là tăng nhãn áp, hai là teo lõm gai thị, và ba là thu hẹp thị trường, tổn thương thu hẹp thị trường. Ba đặc điểm đó. Nhưng mà về sau năm 98 người ta lại định nghĩa lô cơm là tăng nhãn áp đủ để gây tổn thương gai thị và thị trường, thì người ta vẫn không có đưa ra được cái giới hạn nào bao nhiêu là đủ. Và càng ngày người ta càng nhận thấy điều đó là có những người nhãn áp rất là bình thường nhưng vẫn là lô cơm, vẫn teo gai thị theo kiểu lô cơm và vẫn thu hẹp thị trường theo kiểu hình ống của lô cơm. Thì đến năm 2003 đó, tức là rất lâu, cách đây rất lâu, 18 năm, đây là định nghĩa mới nhất của lô cơm, được hiểu là một bệnh lý do tổn hại tiến triển các tế bào hạch của võng mạc. Đó, mấy bạn thấy không? Một định nghĩa hoàn toàn khác luôn, không nói gì đến nhãn áp luôn. Tế bào hạch là tế bào nào thì mấy bạn sẽ tự tìm hiểu ở 10 lớp của võng mạc nha. Tế bào hạch là tế bào nào? Cái tế bào hạch đó đó, cái sợi của nó sẽ tập hợp nhau lại và tập hợp về gai thị, tập hợp về cái đầu thị thần kinh đó và đi ra khỏi nhãn cầu. Đó, đó là cái tế bào hạch. Mà cái sợi của nó là chạy dài 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 đi. Tức là từ đó trở đi á, đến gai thị á, là cái sợi của nó thôi. Thì nó sẽ tổn hại. Như vậy thì nó sẽ tổn hại từ cái tế bào rồi đến gai thị rồi đến thị trường là cái hậu quả của nó đúng không? Đó, do đó về sau này người ta có những cái test thị trường, người ta test đúng vào cái tế bào hạch này thôi để người ta tìm phát hiện ra lô cơm sớm. Tại vì lô cơm rất là nguy hiểm ha. Ở châu Á chúng ta thì mắt nhỏ cho nên là cái lô cơm gốc đóng nó nhiều hơn.
Còn ở phương Tây như Âu Mỹ á, thì mắt người ta to và góc tiền phòng nó rộng mà nó vẫn lô côn, thì lô côn góc mở nhiều hơn. Châu Á thì góc đóng nhiều hơn. Và thứ phát á, là những cái tác nhân làm cho, thường thường là những tác nhân làm cho góc đóng, hoặc là những cái tác nhân làm cho sơ hóa cái vùng bẹt trabeculum. Lô côn thứ phát góc đóng là thường thường là những cái tác nhân cơ học, ví dụ như là đục thủy tinh thể, ví dụ đục thủy tinh thể chẳng hạn, tinh thể phồng lên làm cho tiền phòng hẹp lại và góc tiền phòng hẹp lại và gây nên bệnh lô côn đó, rất là nhiều ha. Cái này nè, xong rồi mấy bạn phải vẽ ra một cái sơ đồ hàng trăm thứ lô côn luôn, rất là mệt luôn. Như vậy thì á, cái việc của mình là sao? Phát hiện ra lô côn cấp tính góc đóng và luôn cảnh giác với lô côn góc mở. Thì cảnh giác trên những cái người nào? Cảnh giác những người nào? Cảnh giác trên một là những người trên 40 tuổi, một là những người trên 40 tuổi, hai là những người trong gia đình có tiền sử lô côn, và glaucoma thường di truyền cho con gái đó, ở trên cái cơ địa đó. Thì đây là lưu thông của thủy dịch bình thường. Thủy dịch là gì? Đóng vai trò quan trọng để tạo nên nhãn áp ở trong nhãn cầu ha, đóng vai trò quan trọng tạo nên nhãn áp. Thì nó sẽ di chuyển nè, bạn thấy nó di chuyển đây ra đây, qua đồng tử, qua lưới bè ở đây, ống slem, rồi góp lại 90% đi ra bằng con đường bè trabeculum và 10% thoát ra thượng khoang thượng hắc mạc và tiêu đi. Thì ở đây á, con đường này chỉ có 10% cho nên người ta không để ý, còn 90% nó thoát ra đây. Cho nên là nếu mà tắc ở chỗ này nè thì nó sẽ gây tăng nhãn áp rất là dữ dội ha. Và ở đây chỉ có 10%, cho nên trước đây người ta ít để ý đến con đường này. Nãy chúng ta thấy á, viêm bồ đào tăng nhãn áp là do cái gì? Do nó tắc ở chỗ này nè, tắc ở chỗ này, cái bờ đồng tử nó dính vào đây và nguyên một cái bề mặt móng mắt ở phía sau nó dính vào cái mặt trước thủy tinh thể này nè, nó làm cho thủy dịch không có thoát ra được đây, cho nên là cái móng mắt nó sẽ ứ thủy dịch, nó phồng lên như nấm cà chua. Thì để xác định được nhãn áp đó, người ta có những phương pháp đo tiếp xúc và không tiếp xúc. Thì đo không tiếp xúc đó thì mấy bạn sẽ thấy giống như là ở trong bệnh viện đó, giống như là ngồi vào cái máy khúc xạ thôi, người ta đo không tiếp xúc, đo bằng hơi. Còn đo tiếp xúc đó, là trước đây hay đo, Việt Nam mình hay đo bằng dụng cụ đo là mắt là cốt, nhưng mà bây giờ do không có còn cái mực đó cho nên người ta đo bằng nhãn áp xế COS, nghe nhãn áp kế COS. Đây là nhãn áp kế COS nè, đây là phương pháp đo ấn lõm, tức là người ta sẽ tính cái lượng thủy dịch ra khỏi nhãn cầu khi mà tiếp xúc với dụng cụ nè đó, để mà tính ra cái chỉ số nhãn áp. Thì mấy bạn nhớ là nhãn áp ở tư thế nằm lúc nào cũng cao hơn nhãn áp ở tư thế ngồi. Còn một phương pháp nữa là đo bằng Goldman, thì người ta sẽ dùng dùng trên kính hiển vi. Thì mấy bạn sẽ thấy ở trong cái clip mà cô gửi đó, là cái clip về khám mắt đó, người ta sẽ đo Goldman ha. Đấy, tổn thương đặc thù của gai thị trong bệnh glaucoma. Đây là một cái gai thị bình thường, đây là cái gai thị glaucoma. Thì gai thị bình thường nó có một cái lõm gai nhỏ, cái đường kính của nó dưới 3 phần 10. 3 phần 10 là tính như thế nào? Đường kính của lõm gai trên đường kính của đĩa thị nha, cupper disc, cupper disc, một cái cúp ở trên một cái đĩa. Bình thường đường kính này so với đường kính này dưới 3 phần 10,
Rồi, ở bệnh lơ khôn thì cái lõm đĩa này nó rộng ra. Nếu mà trên cái này thì mình ước lượng cái này độ khoảng 6 phần 10 đường kính cấp per disc. Rất là lớn ha. Cái cấp này rất là lớn. Và mạch máu thì nó dạt về phía mũi. Mạch máu nè, bị dạt về, đẩy dạt về phía mũi. Và khi đi qua bờ của gai thị đó thì mạch máu có khi nó biến mất tiêu, do cái bờ của lõm đĩa này nè nó bị, nó có tính chất gọi là tính chất đào hầm, tức là cái bờ của nó ở đây nhưng mà cái đáy của nó lại sâu vào bên trong, tức là cái đáy nó sẽ rộng hơn là cái miệng, cái đáy sẽ rộng hơn là cái miệng ha. Và thêm một số tiêu chuẩn nữa chuyên khoa sâu, mấy bạn chỉ cần á, mấy bạn chỉ cần nhớ là chiều rộng của lõm khớp trên disc là bình thường là dưới 3 phần 10, còn trên là trên 3 phần 10 là nghi ngờ là lô cơm. Và màu sắc của lõm đĩa này là bạc màu. Những cái phần bạc màu này là những cái phần sợi thần kinh nó bị chết đấy đó. Đây chính là sợi của cái tế bào hạch nha. Đặc điểm tổn thương thị trường á là điểm mù Marriott rộng ra, điểm mù của mắt tương xứng với vùng gai thị, thì hai hai mắt nó nhập vào nhau cho nên là không có thấy điểm mù. Thì trong bệnh glaucoma điểm mù này rộng ra và thị trường thì thu hẹp lại, khi nặng thì thị trường hình ống, tức là hai bên bệnh nhân hoàn toàn không nhìn thấy gì. Nếu mà bệnh nhân cho bệnh nhân nhìn thẳng về phía trước thì như là nhìn qua cái ống dòm mà thôi ha. Còn đối với glaucoma cấp nè, glaucoma cấp là cái yêu cầu của mình cần phải phát hiện ở đó là bệnh nhân có cơn nhức đầu và nhức mắt, nhức dữ dội lắm, dữ dội lắm, có nhiều người người ta nói là nhức hơn đau đẻ đó. Và sau cơn nhức thì mờ liền sau cơn nhức luôn. Và quan trọng là có nhiều người thấy quần nhiều màu sắc nè, quần tán sắc xanh đỏ, thì chắc chắn cái này là glaucoma luôn, chắc chắn là glaucoma cấp luôn. Nhưng mà quan trọng là nhức đầu nhìn mờ nè và kích thích thần kinh phế vị ha. Kích thích thần kinh phế vị có thể là nôn ói nè, đau bụng nè, có khi đau quặn khắp bụng, có khi đau ở vùng chỗ hố chỗ phải như là đau ruột thừa luôn ha. Thực thể thì thấy nhãn áp rất cao, thường là trên 35 mm thủy ngân. Và nếu mà ước lượng bằng ngón tay đó thì sẽ thấy là nhãn cầu căng cứng như hòn bi. Chúng ta so sánh với cái con mắt không có lên cơ để chúng ta biết được cái mức độ căng cứng nó như thế nào. Hoặc là chúng ta có thể so sánh trên cái nhãn cầu của mình bằng cách ấn vào cái vùng cũng mạc không có cái sụn mi đó, ấn vào cái vùng cũng mạc đó, đó và cảm tưởng cái luồng dịch di động ở dưới ngón tay của mình thì nó căng cứng như hòn bi. Và chính cái nhãn áp cao này nè nó gây phù toàn bộ nhãn cầu, gồm có là giác mạc thì phù mờ nè, giác mạc thì phù mờ. Mấy bạn thấy ở trên con mắt này nè, nó có hai cái khe sáng, một cái khe sáng nằm trên giác mạc của kính hiển vi đó, một cái khe sáng nằm trên mống mắt. Thì bình thường cái mống mắt này nó phẳng, nó nằm ngang, thì cái khe sáng này nè sẽ thẳng như là cái gạch luôn á, thẳng như nè, nhưng mà mình thấy nó cong lên nè, chứng tỏ là tiền phòng nó nông lên. Hai cái khe sáng này rất gần nhau nè đó. Phù giác mạc, phù thủy tinh thể, làm cho thủy tinh thể làm cho diện đồng tử có màu xanh lục, rồi cương tụ rìa ha, cương tụ rìa xung quanh rìa nè, đồng tử thì giãn méo và mất phản xạ. Các bạn nhớ kích thước đồng tử bình thường là bao nhiêu? 4 mm ha, thì trên 4 mm là giãn, nhưng mà quan trọng là nó không còn phản xạ nữa. Tức là cho dù bạn chiếu đèn vào hay bạn không chiếu đèn nữa, nó đều không nhúc nhích, nó đơ ra luôn, không có phản xạ gì hết nữa luôn ha, không phản xạ luôn.
vì nhãn áp nó tăng quá đó, nó đè cho cái đồng tử nó liệt luôn. Tiền phòng nông có thể phù gai thị và phù hoàng điểm luôn đó, tức là phù toàn bộ nhãn cầu cho nó ứ nước trong đó. Và khi xoay gót tiền phòng thì thấy dính gót. Bình thường á, gót tiền phòng nó có nhiều thành phần mà mình soi vào thì không còn thấy thành phần nào là do gót đóng. Mục đích điều trị có ba mục đích điều trị, các bạn phải ghi nhớ cái này nha. Một là cắt cơn cấp để bảo vệ thị thần kinh và vùng bè. Cắt cơn cấp là sao? Nói là glaucoma cấp có thể gây teo thị thần kinh cấp, teo gai thị cấp trong vòng 5 đến 7 ngày. Cho nên là mình thấy là cái sự teo gai tiến triển này nó diễn biến từng ngày từng giờ. Cho nên là việc của mình là mình gặp mình phải cắt ngang cái cơn cấp đó liền bằng cách hạ nhãn áp thật nhanh. Các bạn phải nhớ là bệnh glaucoma có thể được nhiều định nghĩa khác nhau, và cái định nghĩa sau cùng là không có cái câu nào mà liên quan đến nhãn áp nữa hết. Nhưng mà cách điều trị của glaucoma chỉ có một cách duy nhất là can thiệp vào nhãn áp ha. Chỉ có một cách duy nhất để điều trị bệnh glaucoma là can thiệp vào nhãn áp, mặc dù nhãn áp của nó có thể cao hoặc là không cao, mình cũng phải hạ nhãn áp hết nha. Mục tiêu thứ hai á, là bảo vệ mắt còn lại. Mình phải đi cho đi soi kiểm tra và xử lý con mắt bên kia nếu mà đúng chỉ định. Và cuối cùng là điều trị dứt điểm. Điều trị dứt điểm đây không phải là điều trị triệt để, vì người bệnh glaucoma là người cần được theo dõi suốt đời. Cho nên là điều trị dứt điểm không có đồng nghĩa là điều trị triệt để nha. Rồi, hạ nhãn áp. Hạ nhãn áp liền lập tức chỉ là tạm thời, chủ yếu là phẫu thuật. Tức là sao? Kết thúc của bệnh nhân glaucoma gốc đóng này là phẫu thuật. Glaucoma gốc đóng nguyên lý của nó là thủ thuật can thiệp, thủ thuật và phẫu thuật. Nhưng mà thủ thuật đó bản chất của nó vẫn là phẫu thuật bằng laser. Còn glaucoma gốc mở thì chủ yếu là điều trị bằng thuốc nha. Mấy bạn phải nhớ hai cái nhánh: gốc đóng thì phẫu thuật, gốc mở thì dùng thuốc. Rồi, hạ nhãn áp bằng cách nào? Dùng thuốc ức chế men carbonic anhydride. Ví dụ như là cái thuốc này chúng ta biết nè, acetazolamide. Các bạn dò trong cái phần mình học dược lý đó, acetazolamide là cái thuốc gì? Mình học cái phần này ở trong cái bài thuốc lợi tiểu á. Có tên thương mại là Diamox. Ngày uống 1 gram 250 mg, một ngày chia làm 4 lần. Chú ý đây là thuốc mất kali nên phải bồi hoàn kali bằng kalioric hay là candium gì đó. Rồi nhỏ mắt hai thứ cùng loại luôn là azoxystrobin hay trusoxystrobin, đây là brizolamide. Cái thuốc này nè có trong cái bài thuốc trong nhãn khoa. Tôi sẽ chia sẻ cái bài đó với lớp trưởng rồi các bạn chia lại. Và mỗi mỗi cái phần, mỗi cái bài đó nó sẽ liên quan đến một phần thuốc nhãn khoa. Thuốc nhãn khoa đó là một cái bài nó nằm ngoài cái chương trình nhưng nó lại nằm trong những cái bài mục tiêu mà cô gom hết của những cái bài kia, cô bỏ vào một cái túi đó để cho mấy bạn dễ dễ tra cứu. Các bạn dễ tra cứu nó là như thế nào như thế nào, và nó trên trong thực tế là nó sẽ có những cái gì, vì sau này mấy bạn có thể là bác sĩ gia đình này, bác sĩ cộng đồng, chúng ta phải bao phủ hết những cái kiến thức thông thường của nhãn khoa. Mục tiêu của chúng ta đi mắt là gì? Khám phá và biết được nguyên tắc điều trị những bệnh thông thường là một. Thứ hai là xử trí được những cấp cứu nhãn khoa. Hai. Đó. Rồi.
Co đồng tử bằng pilocarpine. Đây là một thuốc kích thích đối giao cảm. Kích thích đối giao cảm. Mà thần kinh đối giao cảm sẽ chi phối cơ vòng đồng tử. Cho nên khi mà kích thích cái này thì nó co đồng tử lại. Đối với những trường hợp mà đồng tử giãn nha. Và chúng ta cho cái nhãn áp nó hạ bớt đi. Rồi chúng ta hãy dùng cái thuốc này. Chứ không thôi nó co nhỏ, nó co mạnh quá, nó lại bích luôn cả cái bế tắc luôn cả đồng tử thì lại gây tăng nhãn áp trở lại ha. Rồi một thuốc nữa để hạ nhãn áp là beta blocker, tức là ức thuốc block beta, thuốc chặn beta, gồm có timolol 0,5% ngày nhỏ gấp 2 lần. Cái thụ thể beta nó ở thể mi, cho nên khi mà mình ức chế thì nó sẽ ức chế tiết thủy dịch, và ức chế tiết thủy dịch thì làm hạ nhãn áp nha. Cái này cũng vậy, cái thụ thể cái men này nó ở tụ mạch mi nè. Khi chúng ta ức chế cái men này thì nó sẽ giảm giảm tiết thủy dịch. Như vậy là ở trong những cái này nè đều là gây giảm tiết thủy dịch hết, và thuốc uống thì mạnh hơn thuốc nhỏ nha. Rồi soi mắt bên kia và soi mắt bên đây, soi soi góc hai bên luôn. Nếu mà nó đóng, góc đóng trên một nửa thì phẫu thuật, góc đóng dưới một nửa, chỉ có hẹp thôi nhưng mà đóng dưới một nửa thì bắn laser. Bắn laser là bằng cách nào? Đục một lỗ thủng ở phía mông chu biên của mống mắt nè, đục một lỗ thủng và thủy dịch từ đây nè nó tiết ra, rồi nó sẽ xì qua cái lỗ đó nó ra tiền phòng luôn, làm cho cái chỗ mà phòng mình nè nó xẹp xuống. Tức là sau khi bắn mà chúng ta nước xì ra và tiền phòng sâu xuống, tức là cái này nó có hiệu quả. Cái này nó đã là, nếu mà cái cơn này là cơn đầu tiên chưa dính gốc á thì chúng ta có thể giải quyết được cái nghẽn ở chỗ này và làm cho cái bệnh glaucoma nó giảm đi, làm cho nhãn áp nó giảm xuống. Cái này người ta gọi là giải quyết nội lưu thủy dịch, tức là gì, lưu thông của thủy dịch nội trong nhãn cầu thôi. Rồi giải quyết ngoại lưu thủy dịch bằng cách cắt bè cũng mạc ha, cắt bè. Đây, người ta sẽ cắt một cái lỗ bè cũng mạc ở đây. Đây là phần kết mạc người ta tách ra. Và sau đó người ta vạc một cái vạc của cũng mạc này bằng phân nửa chiều dày cũng mạc thôi. Rồi người ta vạc lên, người ta dở lên đến cái vùng rìa này nè. Rồi cắt một cái hình hộp chữ nhật. Cắt bỏ luôn cái vùng bè ở đây, làm cho thủy dịch ở trong tiền phòng này nè nó chảy ra đây, nó chảy ra cái lỗ này, rồi nó chảy ra dưới kết mạc. Như vậy thì thủy dịch sẽ đi thẳng từ trong tiền phòng ra ngoài nhãn cầu luôn, làm hạ nhãn áp. Cái phẫu thuật này rất là khó nha, canh làm sao cho cái lỗ này nó vừa, canh làm sao cho nó đừng có bị bít lại. Sau khi mổ xong á thì bệnh nhân của mình, mấy bạn có thể là search cái này trên YouTube cũng được, mổ xong á, có một cái bọng nước ở đây. Có khi bệnh nhân sẽ hơi cộm cộm nhưng mà từ từ người ta sẽ quen nha. Nè, nước đi thẳng từ tiền phòng nè ra ra dưới kết mạc luôn. Như vậy thì sẽ hạ được nhãn áp. Và mỗi cái tình trạng glaucoma người ta sẽ đặt ra một cái gọi là nhãn áp mục tiêu, và cần phải đưa cái con mắt bệnh nhân đó trở về cái trạng thái có cái nhãn áp mục tiêu đó thì sẽ duy trì được cái chức năng thị giác lâu dài cho bệnh nhân. Ở đây là một cái phân biệt giữa glaucoma và viêm màng bồ đào. Đây cô ấy, cái này nó hơi xấu.
đây là mắt lô cơm nha. Tự nhiên là mắt laser của cô. Đây là mắt lô cơm nè, đây là mắt vi màng bồ đào. Các bạn ghép luôn cả cái hình lát giác mạc hồi nãy vô đi, cả tất cả đều có cương tụ rìa. Cái bảng phân biệt này nè, nó có trong cái bài, cái bài lâm sàng, lý thuyết lâm sàng đó. Có cương tụ rìa là một điểm giống nhau. Điểm giống nhau thứ hai á là giác mạc mờ. Glaucoma và viêm mắt IMI đều có giác mạc mờ hết, là hai điểm giống nhau. Đôi khi nó làm cho chúng ta khó phân biệt ha. Nhưng mà chúng ta cần có tìm ra hai điểm khác nhau cơ bản. Một là trong glaucoma thì đồng tử giãn, trong viêm màng bồ đào hay là viêm mống mắt á thì đồng tử co, co và méo. Đó là điểm khác nhau thứ nhất, cơ bản luôn là về đồng tử. Thứ hai á là trong glaucoma thì giác mạc mờ do nó bị phù, tức là không có cái chất gì che đậy hết, chỉ là bản thân giác mạc nó phù thôi. Còn ở trong viêm mống mắt mi á thì nó mờ do những cái chất xuất tiết ở mặt sau giác mạc nè, nó bám vào giác mạc, người ta gọi là lắng đọng mở cừu, chất xuất tiết. Mình soi kỹ sẽ thấy những cái đốm đục, đốm 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 đốm, và bản thân cái thủy dịch này nó cũng mờ do cái hiện tượng tinh đanh tiền phòng. Đó là cái điểm khác nhau thứ hai. Điểm khác nhau thứ ba là về nhãn áp, cái này chỉ đo thôi, đo thôi chứ không quan sát được. Thì bên đây thì trên 35, glaucoma trên 35, còn cái này thì nó cao hơn bình thường một chút thôi, trong giai đoạn cấp không bao giờ lên tới 35, hoặc là bình thường hoặc là giảm nếu mà viêm mãn tính. Đó là cách phân biệt. Các bạn sẽ coi trong cái bảng đối chiếu đó ha, nó còn một cái đối chiếu với cái viêm kết mạc nữa đó. Theo dõi và dự phòng, do mình xác định bệnh glaucoma gây mù lòa và không có lùi được, và người ta còn nói là bệnh glaucoma không có mổ được. Mấy bạn có suy nghĩ gì về chuyện đó không? Đầu tiên á là người ta nói như thế này này, bệnh glaucoma hay là bệnh cườm nước mổ không sáng, xong rồi nói tới nói lui nói lòng vòng thành bệnh glaucoma không mổ được. Thực chất á, nếu mà nó quá cái giai đoạn điều trị bằng thuốc, nó quá cái giai đoạn bắn laser rồi, thì mình bắt buộc phải mổ. Và mình giải thích cho bệnh nhân là như thế này: bệnh của ông bà bắt buộc phải mổ, nếu không mổ thì nó sẽ mù, tức là bắt buộc phải điều trị, không điều trị thì thị lực nó sẽ còn tệ hơn như thế này nữa, và nó tắt luôn cả ánh sáng. Người ta gọi là glaucoma tuyệt đối, tức là lúc đó hoàn toàn cái đầu thị thần kinh nó chết luôn, và bệnh nhân của mình là sáng tối âm tính. Chưa? Do đó là bệnh này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Quan trọng như vậy thì mình dự phòng như thế nào? Phát hiện ra glaucoma cấp và cảnh giác với glaucoma góc mở mãn tính ha. Rồi, tầm soát nhãn áp là một cách. Soi đáy mắt, mỗi khi bệnh nhân đến khám mắt thì mình soi đáy mắt bằng đèn soi trực tiếp hoặc là soi gián tiếp. Rồi, nếu mà có nghi ngờ thì chúng ta sẽ chụp OCT để kiểm tra lớp sợi thần kinh quanh gai. Cái này là một cái thủ thuật nè, chụp cắt lớp của võng mạc và thị thần kinh. Nha. O là ocular đó, là nhãn cầu đó. CT là chụp cắt lớp đó, chụp cắt lớp võng mạc và thần kinh. Thì nếu mà lớp sợi thần kinh mỏng đi là bệnh glaucoma. Rồi đo thị trường là một cách phát hiện sớm glaucoma, cách sớm nhất. Theo dõi chức năng hàng năm ở bệnh nhân glaucoma, tức là nếu bệnh nhân glaucoma ổn định rồi vẫn cần tái khám hàng năm.
rồi cân nhắc phẫu thuật sớm ở bệnh nhân đục thủy tinh. Thì đục thủy tinh hay đục thủy tinh thể đó có một cái biến chứng, đó là biến chứng dẫn đến bệnh glaucoma do thủy tinh thể đục phồng, do chất nhân thoát ra đóng ở bè làm tăng nhãn áp. Cho nên là ở những cái bệnh nhân đục thủy tinh thể có thể người ta sẽ chỉ định mổ sớm hơn khi chưa ở giai đoạn chính, nhưng mà bệnh nhân này có nguy cơ làm hẹp gốc và tăng nhãn áp, thì cách lấy thủy tinh thể là một cách để mở gốc tiền phòng để giảm cái nguy cơ bệnh nhân bị glaucoma gốc đóng nha. Rồi các bạn mệt chưa? Mệt chưa? Chắc là nó ngủ hết rồi quá. Rồi chúng ta nghỉ nha. Chúc mấy bạn ngủ ngon. Dạ, alo cô ơi. Ơi. Dạ, cô cho con hỏi luôn cái vụ về đi lâm sàng sau này sao cô thi rồi kia cô. Đi lâm sàng thì bây giờ phải tùy cái tình hình COVID thôi. Dạ. Cho nên bây giờ á, tốt nhất là những cái buổi dạy như vậy á, mấy bạn có thể là mấy bạn ghi chép lại những cái nốt, những cái mà cô nói đó, mấy bạn ghi chép lại để sau này mình có thể đi lâm sàng mình sẽ tìm hiểu về cái đó. Hoặc là như vậy, nếu đối đế không thể nào mà có thời gian nào mà đi lâm sàng được đó, tại Dạ. vì bây giờ người ta vẫn cho mình đi, nhưng mà mạnh cái khoa nào thì khoa đó không cho mình tiếp xúc với bệnh nhân, thì mình đi làm cái gì, đúng không? Mình đi để mình tiếp xúc bệnh nhân mà lại không cho mình tiếp xúc bệnh nhân thì mình đi làm cái gì? Hội Dạ. trường thì cũng không vào được, mà lại không có cái chỗ nào để mình có wifi để mình online. Như vậy hình là tụ tập trên 10 người thì lại vi phạm nguyên tắc chống Covid. Cho nên là đối đế lắm nếu mà mình không có thời gian để mình đi bù, hoặc là sẽ cố gắng cho mấy bạn đi một vài ngày, thay vì mình đi 10 ngày thì có thể đi 5 ngày hoặc là 3 ngày gì đó. Đối đế lắm thì như vậy. Hoặc là nếu mà tình tình mà không đi được mà cái tiến độ học tập của chúng ta nó cứ đẩy tới đẩy tới, chúng ta không thể nào dừng lại được đó, thì sẽ có những cái buổi ôn tập và những cái điều mà cô nói lại cô bảo với bạn về về tìm hiểu đó đó, thì mấy bạn bắt buộc về mấy bạn phải tìm hiểu và trả lời được để mà mình thi kết thúc học phần, hiểu không? Dạ. Chứ không phải là cứ nói cái gì thì nghe cái đó, không có về học tập tìm hiểu, hiểu chưa? Đó, cứ mỗi buổi là cô sẽ có những cái nốt, nó nốt lại đó, những cái phần nào mà nó không có nằm ở trong cái slide đó. Cái slide thì mấy bạn có thể mấy bạn ghi hình lại, đúng không? Nhưng mà những cái phần nào mà cô bảo mấy bạn về tìm hiểu, ví dụ như là ở trong bài đục thủy tinh thể, mấy bạn về mấy bạn xác định cho cô á, chỉ định mổ đục thủy tinh thể là ở như thế nào thì đủ điều kiện mổ. Hoặc là ở bệnh nhân mộng thịt á, thì cái mộng thịt nào là mổ, mộng thịt nào là không mổ, ví dụ vậy đó. Hoặc là sau khi mổ đó thì mình sẽ theo dõi những cái biến chứng, đúng thế, mình theo dõi biến chứng gì gì đó, rồi mình theo dõi chức năng gì, mình theo dõi biến chứng gì. Như vậy á, thì những khi mà người ta mổ xong á, con mắt của người ta như thế nào là bình thường đó. Đó là những cái mà vấn đề nó thuộc về thực tế, mà nếu mà chúng ta đi lâm sàng được thì nó sẽ quý, tại vì người ta nói là trăm nghe thì không bằng một thấy. Thành ra bây giờ mấy bạn thấy ở trong bài cô cho rất là nhiều hình, cô cho rất là nhiều hình, cô sưu tầm rất là nhiều hình để cho dần dần mấy bạn sẽ quen được cái cách quan sát ở trong mắt, nhưng mà nó vẫn không bằng thực tế, đúng không? Vẫn không bằng thực tế. Thành ra đối đế lắm nếu mà chúng ta không có đi lâm sàng được thì chúng ta cũng là những người ở cái mức độ trên trên cái mức độ là kiến thức, tức là kiến thức là lý thuyết nè, rồi đến cái gì,
cái tầm nhận biết sâu hơn nữa đó là kỹ năng, đúng không? Rồi kỹ năng sâu hơn nữa là thái độ, thì mấy bạn phải biết ghép, phải nối từ cái kiến thức đó đến cái thái độ xử trí của mình thì mới gọi là một bác sĩ, hiểu chưa? Chứ không biết. Tôi biết cái đó là ruột thừa đó, nhưng mà tôi biết làm sao chưa, hiểu chưa? Tại vì cái thời lượng học mắt của mình nó rất là ít, thì cái yêu cầu của chuyên con mắt chỉ là những bệnh thông thường và cấp cứu thôi. Nhưng sau này mình ra được bác sĩ đó, mặc dù là mình không có làm cái chuyên khoa này, nhưng cũng cần có những lời khuyên đúng, bạn hiểu chưa? Đó, thành ra bây giờ mình cố gắng, khi mà cô á, cố gắng dạy thì mấy bạn cố gắng, mấy bạn nốt lại, chứ không có mở lên xong rồi cái để ngoài tai cho nó đi tút luôn. Rồi mình sẽ có một cái buổi mình ôn chung để mình thống kê lại cái kiến thức của mình để mà thi ha, cũng không có Dạ. bỏ mấy bạn, không có bỏ mấy bạn lơ lửng đâu ha. Dạ Các bạn dạ phải mình biết không. thầy cô rất là cố gắng, mấy bạn cũng cố gắng nha. Dạ. Rồi vậy nha, Dạ, cảm có ơn gì mấy cô. bạn cứ inbox hỏi cô nha, thì Dạ cô sẽ dạ. gửi các bạn tiếp nha. Rồi bye bye, chúc các bạn ngủ ngon. Dạ, cảm ơn cô ạ. À.